Chào mừng các bạn đến với DTS Esports TV để xem hôm nay chúng ta có gì nào. 10 vị tướng liên minh huyền thoại là các quái vật trong thần thoại. 1. Auri là một trong những tướng được yêu thích nhất trong liên minh và là hiện thân của loài Yokai Kitsun, hơn nữa còn là Kitsun chín đuôi đã sống hơn 1.000 năm. Cô nàng Auri trong truyền thuyết có khả năng mê hoặc và điều khiển con người, thậm chí còn bẻ cong cả thời gian và không gian. 2. Hecarim. Hecarim là một vị tướng đi rừng hung hãn của liên minh thuộc chủng tộc Centaur trong thần thoại Hy Lạp, là sinh vật cục cằn và thô lỗ. Chỉ khác là Centaur hay sử dụng cung tên và địa bàn hoạt động của họ là các vùng nước. 3. Alita. Alita là chiến binh mạnh nhất của tộc nhân Ngưu, hậu duệ của con quái vật Minotaur trong thần thoại Hy Lạp. Tổ tiên của Alita đã từng ăn thịt rất nhiều người, cho đến khi bị người anh hùng Theseus giết chết. 4. Nami. Là vị tướng sở hữu sức mạnh của thủy triều, là các Trident xinh đẹp trong thần thoại Hy Lạp. Nhưng các Trident không có được sức mạnh bá đạo như Nami. Vũ khí của chúng là giọng ca mê hồn, có thể quyến rũ mọi sinh vật. 5. Volibear. Volibear là thủ lĩnh của loài gấu hiếu chiến phương Bắc, một đặc điểm cực kỳ giống với các chiến binh Berserker, những chiến binh hiếu chiến trong thần thoại Bắc Âu. Các Berserker có khả năng biến thân thành gấu hoặc sói khi chiến đấu. 6. Warwick. Dây xích đã đứt và con quái thú đã tự do. Warwick là người sói tàn bạo của liên minh huyền thoại. Một khi máu đã chảy thì không thể ngăn cản con quái vật này. Nó sẽ đuổi và chơi đùa với nạn nhân, sẽ chẳng có nơi nào nếu bạn bị người sói để ý tới. 7. Renekton. Là con quái vật khát máu trong thần thoại Aztec Sipak 3. Sipak 3 đại diện cho trận lũ lớn nhấn chìm cả thế giới. Sipak 3 luôn đói khát tới mức trên cơ thể nó mọc ra thêm nhiều cái mồm. 8. Cassiopeia. Chính là Medusa, nữ sinh vật đáng sợ của Hy Lạp, từng là nữ tư tế xinh đẹp trong ngôi đền của thần Athena. Bị chính Athena nguyền rủa trở thành một con quái vật gớm ghiếc. 9. Manfai. Là tên quái vật khổng lồ có nguồn gốc từ thần thoại Mapuche. Trong thần thoại, hắn có tên là Cherufe, một con quái vật được tạo ra từ đá và dung nham, sinh sống trong núi lửa của Chile. Nó có khả năng tạo ra những trận động đất kinh hoàng. 10. Aulinson. Mang hình dáng không thể lẫn vào đâu được với con rồng phương Đông, những quái vật huyền thoại được xem như các vị thần, là chủ nhân của mọi thực thể nước trên thế gian. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu bạn thấy hay thì đừng quên like, subscribe để ủng hộ channel và nhận được những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong thời gian sớm nhất.